Minasan konnichiwa, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn quay trở lại với bài học tiếng Nhật cùng Thảo Lê. Với hai từ kanji này, chúng ta có cách đọc là gì ạ? Đây là hai từ kanji có cùng cách đọc là kage. Và trong video này thì chúng ta sẽ cùng nói về cái ý nghĩa của hai từ kanji này. Và từ cái ý nghĩa đấy thì chúng ta sẽ có thể phát triển để phân tích thành những cái cách dùng. Thực ra này nó liên quan đến phần ngữ pháp, nhưng mà chúng ta sẽ hiểu nó từ cái dạng từ vựng. Các bạn thấy rằng là đây là một cái hiện tượng gọi là đồng âm nhưng mà là khác kanji, và nó cũng sẽ khác nhau một chút về cái mặt nghĩa. Ví dụ như với từ kage này, âm Hán Việt của chúng ta là chữ ảnh. Ảnh này trong ý nghĩa là hình ảnh. Cái bộ cấu tạo thì gồm có cảnh và chữ san. Cảnh này trong cái từ quang cảnh, tức là hình ảnh chúng ta chụp lại từ một cái quang cảnh nào đó. Thế nên cái chữ này nó sẽ dùng để thể hiện cái nghĩa là một cái bóng, một hình bóng hoặc là một hình ảnh. Ví dụ như là bóng trăng, đúng không ạ? Đó. Bóng ở đây là gì? Bóng ở đây là khi mà chúng ta có những cái ánh sáng nó chiếu vào thì nó in những cái bóng đấy này, đúng không ạ? Ví dụ như là in trên mặt nước này, hoặc là in những cái hình ảnh, những cái bóng ở trên gương này. Hoặc là ví dụ nhá, khi mà các bạn đi nắng thì các bạn sẽ nhìn thấy cái phần bóng của mình. Đó là do cái phản xạ của ánh sáng, đúng không ạ? Với những cái bóng đấy thì các bạn sẽ dùng với kage là cái chữ ảnh này. Hoặc là nó có thể dùng cho hình ảnh, ví dụ như là mất dạng luôn, biến mất hoàn toàn, không hình không bóng, không thấy một cái gì luôn. Đó thì chúng ta có thể dùng với một cái cụm từ đó là kage mo katachi mo nai đấy. Ngoài ra thì cái từ kage này nó còn được sử dụng với nghĩa bóng để chỉ cái gọi như là cái vai trò, cái tầm ảnh hưởng, cái hình ảnh của một ai đó nó có tác động đến người khác. Ví dụ như là cái người đấy ấy, thì cái tầm ảnh hưởng nó rất là mờ nhạt, cái vai trò, cái tồn tại của anh ta rất là mờ nhạt, thế nên là lúc nào cũng bị mọi người lãng quên. Ano hito wa kage ga usui tonzai de itsumo minna ni wasurarete iru đấy. Ngoài ra thì chúng ta cũng có từ này cũng đọc là kage, nhưng mà âm Hán Việt của chúng ta là chữ âm. Âm này thì đương nhiên là đối nghĩa với nó sẽ là dương, đúng không ạ? Chúng ta có khái niệm là âm dương, đúng không? Dương là kiểu như là dương thế, trần thế, là những cái mà nó hiển thị ra, có ánh sáng mặt trời nó chiếu vào, đúng không ạ? Còn âm, âm ở đây là những cái nó âm u, những cái nó bóng tối, nó không có cái phần ánh sáng nó chiếu vào. Đó, thì cái chữ âm này nó sẽ dùng để thể hiện cái nghĩa là những cái bóng râm này, nơi mà cái ánh sáng nó không chiếu vào được, hoặc là những cái bóng tối nó không chiếu ánh sáng vào được, nó khác nhé. Ví dụ như các bạn nhìn cái hình ảnh này, một cậu bé đang ngồi dưới một cái gốc cây, thì cái phần mà ánh sáng nó không thể chiếu vào được ấy là cái phần bóng râm, thì người ta sẽ dùng với kage là cái chữ âm. Còn cái bóng, tức là cái hình ảnh của cái cây đó, nó in xuống nhờ cái phản xạ của ánh sáng, nó tạo ra cái bóng của một cái cây và chúng ta nhìn thấy, thì lúc đấy chúng ta sẽ dùng với kage là cái chữ ảnh. Nên là các bạn sẽ thấy là hai cái từ này nó khác nhau, đúng không ạ? Một cái là bóng râm, bóng tối, và một cái là hình bóng, hình ảnh. Ví dụ như khi mà chúng ta nói là mình nghỉ dưới cái bóng cây, vì cái chỗ bóng cây là cái chỗ mát mà, ánh sáng nó không chiếu vào, nên các bạn sẽ phải dùng với chữ âm, đúng không? Chứ chúng ta không dùng với chữ ảnh. Ngoài ra thì cái chữ âm này nó thể hiện những cái mà nó không hiển thị lên trên bề mặt, ẩn ở phía sau mà chúng ta không nhìn thấy bằng mắt. Ví dụ như là các bạn có thể thấy người ta dùng cái cụm từ này, kage de warukuchi, thì lúc này là chúng ta đang nói xấu sau lưng, tức là khi mà không có cái người đó ở đấy, nói ở cái góc khuất khi không có người đấy, sono hito no nai tokoro de, đúng không? Hoặc là nó có thể dùng để thể hiện cái ẩn dưới phía sau. Ví dụ như là phía sau của cái sự thành công đó chính là cần phải có cái sự nỗ lực, đúng không ạ? Seiko no kage ni noryoku ga aru. Và từ đấy chúng ta còn nhớ không ạ? Một cái mẫu ngữ pháp mà các bạn học ở phần N3, đó là chính là okage de. Thì thực ra cái okage de này, nếu mà viết bằng từ kanji, nó chính là cái chữ âm này. Và nó thể hiện cái nghĩa là nhờ ơn cái đó, nhờ ơn cái đối tượng đó. Cái đối tượng đấy ở phía đằng sau, nó hậu thuẫn cho chúng ta, nên chúng ta mới được những cái kết quả tốt. Ví dụ như là nhờ cái cuốn sách tham khảo này nên tôi mới có thể thi đỗ. Kono sanko sho no okage de gokaku dekita. Hoặc là nhờ uống cái thuốc này nên là khỏe hẳn luôn. Kusuri o nonda okage de sukkari genki ni narimashita. Nhưng nhiều khi nhá, cái okage de nó không chỉ là được dùng với nghĩa là hàm ơn đâu, và nó còn được dùng với cái sắc thái kiểu như là hơi châm biếm một chút để thể hiện cái lý do, tại anh mắc lỗi nên là tôi mới phải làm lại hết đi này. Đó, thì trong cái trường hợp đấy nó lại là một cái cách dùng kiểu mang tính chất châm biếm, thể hiện cái lý do. Ở đây người ta dùng với mitsushite kureta. Chúng ta học trong cái phần ngữ pháp là te kureru là người khác làm cho mình một cái việc gì đấy tốt.
Rồi chúng ta cũng học trong cái phần ngữ pháp là okage de, là nhờ ơn một cái A dẫn đến kết quả B tốt. Thế nhưng mà trong thực tế thì người ta vẫn có thể dùng nó với những cái sắc thái châm biếm, đúng không ạ? Nhờ ơn anh làm cho tôi cái việc này nên tôi mới phải làm lại đây. Và thực tế trong tiếng Việt của chúng ta cũng có những cách nói như vậy, đúng không? Cũng có khi là nhờ ơn đấy nhưng mà lại theo kiểu hàm ý xấu, ví dụ ôi dồi ôi, nhờ ơn anh mà tôi mới được như thế này đây, nhưng mà theo kiểu chỉ trích, đúng không ạ? Đó, thì chúng ta nhớ cái okage de thì thực ra nó chính là cái từ kage trong cái âm bản Việt là chữ âm này. Và còn một cái nữa, ví dụ như là khi mà chúng ta gặp một người nào đấy, chúng ta hỏi là Ogenki desu ka? Anh có khỏe không? Thì người ta mới trả lời là Hai, okage sama de. Vậy thì cái okage sama de này nó cũng xuất phát từ cái chữ âm. Vâng, ơn trời tôi vẫn khỏe. Đó, và ở đây người ta thêm cái phần sama để thể hiện thành một cái cụm từ luôn, okage sama de. Khi mà chúng ta thể hiện cái nghĩa là nhờ trời, ơn trời, đúng không ạ? Đó, chúng ta được một cái kết quả, một cái gọi là tốt. Ví dụ như là okage sama de genki ni sugoshite orimasu, nhờ trời tôi vẫn khỏe mạnh. Và với cụm từ này thì nó không chỉ được dùng trong ví dụ như là nói về sức khỏe đâu, mà nó có thể dùng trong business cũng được, đúng không? Ví dụ như là nhờ trời là cái thành tích kinh doanh bây giờ rất là tốt, đúng không ạ? Okage sama de kyoseki wa junso desu. Hoặc là ôi dồi nhờ trời cuối cùng thì tôi cũng đã thi đỗ được rồi. Okage sama de fuji ni shiken ni gokaku shimashita. Và với cái cách dùng này thì có một cái lưu ý như sau. Bởi vì nó thành một cái cụm từ cố định ấy, vậy thì khi mà muốn nói là nhờ một cái đối tượng nào đấy cụ thể thì chúng ta chỉ dùng với no okage de, chứ đừng có thêm từ sama. Ví dụ như là nhờ một anh nào đấy nani nani san no okage de, nên là cái kế hoạch này mới được thông qua một cách suôn sẻ. Buji ni kikaku ga torimashita. Hoặc là nhờ sensei mà em có thể thi đỗ chẳng hạn. Sensei no okage de buji ni shiken ni gokaku surukoto ga dekimashita. Và nhiều khi trong giao tiếp ấy thì người ta có thể biến đổi bằng những cái cách như là thay vì dùng với okage sama thì có thể dùng là minasama no okage o mochimashite. Được không? Cái dạng rất là cứng. Ở đây cái phần o mochimashite thì thực ra nó là cái trường hợp cứng lịch sự hơn của cái trợ từ te. Thay vì dùng với minasama no okage te thì chúng ta dùng là minasama no okage o mochimashite. Nhờ mọi người nên là công ty của chúng tôi làm ăn phát đạt và mới có thể là gì? Chào đón kỷ niệm 20 năm thành lập. Như vậy là chúng ta có thể thấy rằng là thực ra những cái phần ngữ pháp mà chúng ta học ấy thì nó cũng chính là từ vựng, nó có sự liên kết chặt chẽ với nhau. Và khi mà chúng ta tìm ra được những cái điểm mối liên kết như vậy thì chúng ta sẽ hiểu à, hóa ra là nó là như vậy, và chúng ta sẽ hiểu nó sâu hơn, hakkiri hơn, đúng không ạ? Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những bài học tiếp theo.